một ngày xóa cận tại mắt Sài Gòn Cần Thơ sẽ diễn ra như thế nào, cùng theo chân mình nhé. Vừa vào cửa thì chú bảo vệ đón mình rất là nhiệt tình nè. Sau đó chị Lệ Tân sẽ hướng dẫn mình lên khu khám VIP ở lầu 3. Trước khi vào khám thì chị chăm sóc khách hàng sẽ tư vấn cho mình về 4 phương pháp xóa cận chính là Standard LASIK, Femto LASIK, Relax Smile và Fakic. Mình cũng sẽ được giới thiệu tất tần tật các chương trình ưu đãi để mình cân nhắc nè. Riêng tháng 7 này, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ đang có rất nhiều chương trình ưu đãi khám mắt chuyên sâu xóa cận không đồng, tặng voucher 10 triệu khi phẫu thuật xóa cận bằng phương pháp Fakic, bộ quà tặng terrarium, tặng voucher du lịch 8 triệu đồng. Sau khi nghe tư vấn xong thì mình sẽ bước vào quá trình khám chuyên sâu. Quá trình khám chuyên sâu thì sẽ kéo dài 2 đến 3 tiếng để biết là tình trạng mắt của mình có thực hiện mổ cận được hay không và sẽ phù hợp với phương pháp phẫu thuật nào. Sau khi khám chuyên sâu xong thì trong lúc chờ đợi khám trực tiếp với bác sĩ, mình có thể thoải mái thưởng thức tea break nè, còn có cả máy massage để mình thư giãn trong quá trình chờ khám nữa. Bây giờ thì bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Văn Kết, Phó Chủ tịch Hội đồng chuyên môn Tập đoàn Y khoa Sài Gòn, kiêm giám đốc Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ sẽ trực tiếp khám cho mình. Bác sẽ thêm xem các thông số về mắt của mình, sau đó sẽ tư vấn là mình sẽ phù hợp với phương pháp nào. Sau khi khám và được tư vấn thì mắt mình phù hợp với phương pháp Standard LASIK. Phương pháp này có nhiều ưu điểm nè, với lại đang được ưu đãi giá gốc từ 21 triệu, tháng 7 này chỉ còn 11,5 triệu thôi. Ta-da! Phẫu thuật xong rồi thì mình sẽ ngồi nghỉ một xíu nè, nghe hướng dẫn cách sử dụng thuốc và có thể ra về. À, đừng quên check-in trước khi ra về nữa nha, sẽ có cơ hội nhận quà đó. Các bạn nhớ tranh thủ đến Bệnh viện Mắt Sài Gòn Cần Thơ, cơ hội nhận được nhiều ưu đãi khám mắt chuyên sâu không đồng khi xóa cận nha.